anh chị hôm nay em giới thiệu cho anh chị một số các viên đeo video một số viên đá xin si vàng nhé đặc biệt video này em gửi đến cho anh Hùng ở Kiên Giang thì anh Hùng đã xem vừa xem cái clip video về cái nhẫn Mỹ bên tay game vừa đăng tải thì anh rất thích thích, thích thú với cái hình nhẫn kiểu dáng nhẫn đấy thì anh muốn làm một chiếc nhẫn Mỹ kiểu đấy nhưng mà sử dụng viên đá xi si vàng nhé thì bên em tay game sẽ chọn một số viên đá phù hợp để làm cái nhẫn đấy cho anh thì trên tay em đây một viên satin vàng màu mặt ong này rất là đẹp này ra cắt rất là tốt ra cắt kiểu cắt kiểu mới nhé tạo độ uh, cho viên đá rất là sáng lửa mạnh tuyệt vời ok cái form thì cũng uh, đá cũng khá là tầm uh, trung nhé không quá to không quá nhỏ gọn gàng anh chị có thể cân nhắc làm nhân mỹ nhé form rất là phù hợp nhân nam đá đất trong này giá thì vô cùng dễ chịu cho anh chị luôn cái này là mã 12442 nhé Giá là 3 triệu 873 nghìn nhé anh Chị ghi về đá lại báo em nhé 3 triệu 873 nghìn Tiếp theo cũng là một viên màu màu đông rất là tuyệt vời Giới thiệu cho anh chị này Đó, anh chị thấy là ra cắt rất là sáng, lửa mạnh này Màu rất là đều Đó. Màu rất là sáng, bắt mắt này Thì với những viên đá kích thước như này Thì anh chị có thể cân nhắc có thể làm mặt nhẫn nam nữ đều được hoặc là anh chị có thể làm mặt dây lắc tay đó thì chị cứ cân nhắc yêu cầu nhé đá đất sáng này lửa mạnh này tuyệt vời cái này thì mã là 12452 này 3,8 k giá bên em giá là 3 triệu 970 nghìn tiếp theo cũng là một viên vô cùng tuyệt vời đó anh chị thấy này rất đẹp rất sáng hàng tuyển chọn bên tay game nên anh chị yên tâm về chất lượng và độ đẹp nhé toàn hàng tuyển đó anh chị yên tâm mục đích thì yêu cầu của anh chị thì cứ báo cho bên tay em em sẽ tư vấn thiết kế cho anh chị nhé cái này khá là đẹp này màu tươi bên này là mã 12439 này 75 45 cara giá là 4 triệu 588 nghìn nhé kích thước như hình nhé tiếp theo ok với rất tuyệt vời cho anh chị này cái này khá là đẹp bởi sao bởi vì nó được cái là nó cần ô gần cần tròn đó thì kêu những kiểu nhân mỹ thì ô gần tròn nữa là đẹp đấy đẩy khá sâu để màu cũng rất đều đó viên này rất tuyệt vời đấy màu đẹp thứ hai là ô gần tròn rất đẹp nếu mà anh hoàng anh không có đang lăn tăn có thể có thể chọn viên này làm luôn có ý kiến của em thôi còn là, quyết định là tùy anh chị nhé bên này là vã 12463 này 4,8 8 giá bên em giao ra là 4 triệu 620 nghìn đó kích thước thì như hình ô bàn gần tròn tiếp theo có một là đến những viên đá kích thước lớn hơn một chút đấy thì ví dụ như anh chị nào tay to đấy thích cái mặt đá rộng thì có thể tham khảo những viên đá to như này nhé đó thì em đã lấy những viên đá kích thước từ nhỏ đến lớn đó ví dụ như mấy viên đầu là sẽ nhỏ phù hợp với không tăng phong tay gọn gàng còn những viên đá này thì lớn hơn một chút thì anh chị có thể cân nhắc nhé. Viên đá to thì bắt buộc phải nhẫn phong nhẫn phải to lên rồi. Đó. Cũng là màu mật ong nhé, rất là đậm, sáng, sang. Ô vàng giác pha xét nhé, rất tuyệt vời, hạt chính hoàn toàn. Bên này là mã là 12462 này, 5,1 carat, bên đang ra giá, là 4 triệu 815 nghìn nhé. Kích thước như hình, hình nhé. Tiếp theo một viên đá rất là đẹp, Mình giới thiệu cho anh chị đây. Đó, lửa rất mạnh luôn size to cái lớn màu rất tươi đó đó viên đá nó tuyệt vời luôn giới thiệu cho anh chị luôn đó nó tuyệt vời bên này là mã là 12456 này 12k ra giá là 4 triệu 880.000 nhé kích thước như hình nhé tiếp theo một viên kích uh, thước to nhất trong cái viên đá giới thiệu cho anh chị nhé ok viên này thì được cả mặt cả đá kích thước lớn này màu đẹp tuyệt vời luôn anh chị này anh chị mà thích cái kiểu anh chị ví dụ anh chị tay to chẳng hạn đấy thì có thể dùng viên đá này nhé hoặc là anh chị có thể tham khảo là mặt dây đều được, được đó viên đá khá là lớn màu đẹp tuyệt vời độ tinh khiết cao giá cắt tốt đấy đồng thi hoàn toàn cái này thì uh, dạ mã là 12466 nhé 7,15 cara Giá bên em giao ra là 6 triệu 148 000 Anh chị xem tham khảo cho em nhé <laughs>